Vâng, xin chào bác ở kênh Kia Xe Đạp. Và mai giới thiệu bác một mẫu địa hình carbon mới về bên em, rất tốt trong tầm giá, với cái tông màu xanh đen, dòng Pium. Bây giờ xin mời nhé, rồi để kiến thức xe. Còn trên khung hình các bác, đây là cái mẫu địa hình bên em mới về Pium, một mẫu địa hình tốt nhất trong tầm giá cho các bác yêu thích những dòng mountain bike carbon. Đánh giá tổng thể cái lớp sơn là tầm 90-95% xe. Xe còn rất là mới. Cái model của xe là xe 700. Khung carbon. Vâng, xe được trang bị với bộ dây âm sườn cao cấp. Cổ phốt ghi đông chính hãng của bản sao xe, cổ phốt ghi đông nhôm. Xe trang bị với 8 tầng líp chính hãng, tay bấm xả 8 tầng líp chính hãng của Shimano, và cùng phanh đĩa chính hãng của Tuley Tundex. Bên phải em được trang bị với 3 tầng đĩa chính hãng của Shimano, và đằng sau cũng là phanh đĩa của Tuley Tundex. Giảm sóc dầu chính hãng của Pium, nguyên bản theo xe. Vành có những cái phản quang ở vành xe đây, vành nhôm. Vành nhôm mà có những đường phản quang cho các bác đi xe đạp tầm chiều tối, rất tiện lợi. Xe mình giá rất là mới, tầm 90-95%. Lốp CST. Kích thước lốp là 26x1,95. Gạt đĩa của Shimano TX, đùi đĩa Pro Wheel, chính hãng với bản theo xe, khung carbon. Đây là một mẫu xe địa hình mountain bike với cái tông màu xanh đen sport thể thao bên em mới về, rất tốt cho tầm giá các bác. Cọc yên nhôm chính hãng của Zoom, yên chính hãng với bản theo xe, yên của Pium. Củ đề sau sử dụng cái củ đề chính hãng của Shimano TX, trang bị với 8 tầng líp chính hãng nguyên bản theo xe. Đằng sau sử dụng mới cũng là vành phản quang, vành nhôm, có cái miếng phản quang nhôm ở trên khung xe đây, khung vành xe đây, giúp cho các bác thuận tiện đạp xe đạp tầm chiều tối bác nhé. Lốp đằng sau còn lốp CST, kích thước lốp 26x1,95, và đằng trước đằng sau sử dụng nó cụm phanh đĩa. Bây giờ xin đo chiều cao đứng của khung xe các bác. 4. Chiều cao đứng của khung xe là size 45, thích hợp các bác cao từ 1m6 đến 1m7. Bây giờ xin đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Xe trang bị 8 tầng líp chính hãng bản giao xe, lên líp. Vâng, xuống líp đây. Chuyển động rất là dễ dàng, mượt mà chân tru. Xe cũng rất là mới các nhá. Bên phải em trang bị với 3 tầng đĩa chính hãng bản giao xe, xuống đĩa, lên đĩa. Vâng, chuyển động rất là mượt mà chân tru. Dòng và Pium, dòng xe mountain bike, địa hình rất tốt trong tầm giá cho các bác. Xe đánh giá rất là mới, tầm 90-95% xe. Vâng, em vừa nhắn tổng thể xong chiếc xe địa hình mountain bike carbon Pium, model của xe 700, và xe được trang bị với full cấu hình của Shimano, chính hãng với bản theo xe. Xe giá rất tốt bên em là 6,2 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có lòng quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975709943, hoặc lên YouTube tìm Kia Xe Đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Vâng, hẹn gặp lại trưa ngày mai.